thì tổ trọng tài điều khiển chiến đấu đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Rất cố gắng. Rất nguy hiểm. Một tình huống quý vị. Đây là tình huống mà hàng thủ đã bay biệt vị rất tốt. Với một thế trận như thế này thì đội chủ nhà sẽ rất khó để có thể áp đặt những lối chơi theo cách mình muốn khi mà đội khách đang chơi quá kín kẽ và kỷ luật. Anh sẽ làm gì đây? Pha phạt bóng rất đúng lúc. Pha phạt bóng rất tỉnh táo. Pha phạt công. Thời gian thi đấu của hai phụ đã hết và với việc hai đội bất phân thắng bại, họ sẽ phải đến là sút lân lưu đầy may rủi. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Những người thực hiện penalty đầu tiên luôn luôn là những người phải chịu áp lực rất lớn. Rất tốt. Giờ là 1-0. Thủ môn quá xuất sắc. Thủ môn đã xuất sắc trong pha cứu thua này và anh ấy xứng đáng được sự tán dương từ khán giả. Không vào. Thủ môn đã phán đoán rất tốt.
rất tốt. Rất tốt. Rất tốt. Rất tốt. Rất gọn gàng và chính xác. Rất chính xác. Và đây là quả penalty quyết định. Chúng mãi cùng ngồi hộp chờ đợi pha đá phạt này. Pha cản phá. Cuối cùng thì đội thi đấu tốt hơn cũng đã giành chiến thắng. Và đó là một kết quả rất xứng đáng. Một kết quả rất chính xác cho những gì đã diễn ra trong trận đấu vừa qua.